em là Cust, hay còn được biết là chị Thỏ Ngọc. Thì hiện tại em đang là diễn viên tự do và đang là điều hành một cái team production. Lần trước là em ở đội nào, diễn? Anh Xuân Nghị. Và mình thắng hay mình thua nhỉ? Dạ em cũng không biết, tao không nhớ thắng hay thua nữa, mà như em nhiều tiền hơn. Nhiều tiền hơn. Dạ thắng. Đó. Mà nếu mà theo như em nhớ không lầm á, đây là một đối thủ rất nặng ký. Chính xác. Thuộc rất là nhiều bài hát. Hay quá. Phong thái vô cùng tự tin. Khả năng ứng biến cực kỳ cao. Vừa rồi các bạn thấy có một đoạn Thỏ Ngọc quên nhạc nhưng vẫn luyến được. Trời, vô lại lời rất là điềm đạm bình tĩnh. Sao nó chớn? Nãy giờ em nói trước rồi, giờ em nhường cho Dự nói trước. Nói gì? Giờ nói sao nói trước quên bấm chuông cũng vậy à? Nhấn chuông trước. Hai chuông rồi nhé. Hai đội trưởng cùng chọn. Chết. Chết. Em cảm giác như thế nào khi hai vị đội trưởng cùng chọn mình? Em thấy có một cái sự gọi là mọi người theo đuổi em cảm thấy rất là vui. Theo đuổi. Đó. Hợp lý. Thỏ Ngọc bị cận thiệt hả? Dạ em bị cận. Cận mấy độ? Dạ có nửa độ thôi. Chỉ có nửa độ thôi. Nhưng đeo kính vì thấy dễ thương đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Nói chung là không có nói nhiều. Mình chọn về với một người mà hiểu nỗi lòng với những người vác trên mặt hai mảnh ve chai như mình. Đó. Khánh, vậy thôi hả? Hãy nói điều gì đi nào. Khánh, một câu hay ho nào. Nói về cơ địa. Hợp lý. Nói về nhân tướng học. Thì anh không cần phải nói nhiều nữa ha. Mình về đây, đội mình sẽ là đội cơm ba. Mẹ tròn con vuông với nhau. Mà đúng chứ. Đó, đó là tấm lòng của hai đội trưởng. Kết đều muốn kết quay về với đội của họ. Vậy thì em sẽ lựa chọn đội trưởng nào? Khó quá, thật sự thì em thích cả hai luôn. Cho em ở giữa được không? Chúng ta có thể chọn những người nói nhiều. Vì đây là một cuộc thi hát mà. Bên đây là một khu đất màu mỡ và chất lượng. Nhân tướng học. Còn bên đây là một khu đất mà mặt tiền rộng rãi. Thôi nói chung là một bên tâm lý và một bên tâm linh thì em chọn đi. Rồi em thích tâm linh. Tâm linh là anh đúng không? Rồi. Ok vậy đúng.